cái này gà mà cho nó ra săn ăn này. Cho nó ra săn ăn. Đây, vô nhà quá lây rồi, xin mà. Vậy chứ nuôi nhà nguy hiểm, dơ giấy rồi tùm lum chân, không nuôi nhà được. Nó lên nhà nó quen, nó vô nhà hoài luôn. Mô hình này thất bại rồi, mô hình nuôi trong nhà thất bại toàn tập luôn. Giờ cho nó ra giường đi. Để ra giường ăn, có lá lốt mà, có và cái tự nhiên quên hát lại rồi, ăn thua rồi, thấy không? Cái này bị lớn ở đâu rồi, dịch này chắc khoảng 2 tháng mấy à, 2 tháng mấy từ khi mới nở đến khi xuất bán. Mình nuôi từ lúc nhỏ tới lớn cho mọi người coi luôn. Gào gác nhiều lắm rồi. Đây để nó ăn, chỗ đuổi hết trơn ha. Lỗ nó quằn chỗ đuổi luôn. Nuôi con vịt hay là nuôi con gà mọi người? Có nên nuôi con vịt hay là nuôi con gà? Con nào nhanh, con nào chậm? Nói chung là con vịt là 2 tháng. Mấy con gà là tới 3 tháng mấy 4 tháng, gà thay giường tới 5 6 tháng. Vốn thì nuôi con này đi cho nó quay đồng vốn kịp rồi. Hoặc nuôi con vịt trắng kia, sim hoặc vịt trắng làm vậy vậy sống lưng luôn, vậy sống dịu luôn. Ăn uống, ăn uống chưa mọi người, lại mọi người nữa, mình sẽ cập nhật tiếp theo cho mọi người coi.